Đó là động vật ăn tạp ạ, nên khẩu phần ăn của bạn vô cùng đa dạng. Phần thức ăn bắt tay cho bạn ăn chỉ là thức ăn vặt của bạn thôi nhé, cà rốt, bí đỏ và chuối. Mình nghe các bạn có khẩu phần ăn riêng của mình nữa. Bắt tay với con bắt tay cho bạn ăn nha.